Jennie lại banh càng phản cảm, gây họa khi lần đầu làm nhà thiết kế bị lộ chuyện hẹn hò rapper. Một đoạn clip fan cam của Jennie ghi lại trong sân khấu trình diễn thuộc World Tour Bonping bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người quan tâm chính là Jennie một lần nữa đã ngồi dáng ngồi banh càng, khiến cô nhận về vô vàn chỉ trích trước đó. Trong sân khấu này, Jennie tiếp tục diện trang phục kiệm vải, phần quần ngắn cún cỡn một lần nữa khiến hình ảnh Jennie trở nên méo mó khi để lộ phần lõm xương đùi, gây cảm giác nhức mắt cho người xem. Dưới đoạn clip, nhiều ý kiến đã chỉ trích Jennie vì dáng ngồi này khi hình ảnh của cô được chiếu lên màn hình lớn. Thậm chí nhiều tài khoản đã để lại bình luận nhạy cảm mang tính quấy rối về dáng ngồi của Jennie. Trước đó, một khoảnh khắc trên sân khấu World Tour tại châu Âu của Blackpink đã gây xôn xao với nhân vật chính là Jennie. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Jennie diện chiếc quần siêu ngắn nhưng lại có dáng ngồi cực kỳ gây nhức mắt, thậm chí để lộ phần lõm ở sát xương đùi trên. Không những vậy, nữ ca sĩ còn liên tục thực hiện những động tác uốn éo với dáng ngồi này. Dưới đoạn clip, rất nhiều fan K-pop đã lên tiếng chỉ trích Jennie vì khoảnh khắc này. Đa số ý kiến cho rằng Jennie đang ngày càng lạ, dù biểu diễn ở trời Tây nhưng sự phóng khoáng cũng cần phải nằm trong giới hạn. Chưa kể fan của nữ ca sĩ phần lớn cũng là người châu Á, đây không phải lần đầu Jennie bị chỉ trích vì phong cách gợi cảm. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng từng gây xôn xao với những động tác vũ đạo có phần ô dề trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng Jennie không phù hợp với hình tượng gợi cảm vì vốn dĩ cô nàng sở hữu gương mặt trẻ con, điều này phần nào mang đến cảm giác khá sai trái. Có thể thấy được rằng không chỉ riêng Jennie mà các thành viên khác của Blackpink cũng đang hướng đến phong cách quyến rũ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc thay đổi quá mức không chỉ khiến hình ảnh của các cô nàng bị ảnh hưởng mà bộ phận người hâm mộ cũng không thể nuốt nổi. Mặc dù Jennie thường xuyên gây tranh cãi, song không thể phủ nhận được tài năng và sức hút của nữ idol. Mới đây cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế. Cụ thể, ngày 10 tháng 5, thương hiệu Calvin Klein đã tổ chức một buổi giới thiệu bộ sưu tập mới kết hợp với đại sứ toàn cầu Jennie Blackpink diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với Jennie, đánh dấu lần đầu tiên cô trở thành nhà thiết kế cho Calvin Klein. Nữ thần tượng đã kết hợp cùng hãng tạo nên bộ sưu tập phiên bản giới hạn gồm một loạt sản phẩm như quần jean, áo sơ mi, áo thun, áo len, váy được lấy cảm hứng từ trang phục thường ngày và thiết kế theo phong cách sáng tạo của Jennie. Bộ sưu tập có 17 kiểu dáng và 38 màu sắc khác nhau. Những mẫu thiết kế này sử dụng bảng màu pastel do chính Jennie lựa chọn, kết hợp cùng những chi tiết cá nhân hóa như logo Calvin Klein được viết tay bởi Jennie. Chia sẻ với Billboard về ý nghĩa của bộ sưu tập, Jennie cho biết: "Tôi muốn mang lại dấu ấn cá nhân cho những món đồ này, điều mà bạn sẽ thấy được phản ánh trong sự vừa vặn, bảng màu và các chi tiết. Khát vọng của tôi đối với bộ sưu tập này là mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin khi diện những bộ trang phục này như tôi vậy. Được biết, chỉ sau vài phút mở bán, gần như các mẫu thiết kế đã sold out cháy hàng toàn bộ trên trang web chính thức của Calvin Klein. Ở một số quốc gia, khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, website của Calvin Klein bị sập chỉ vì lượng người truy cập quá tải. Một số quốc gia khác gặp tình trạng đặt hàng khó khăn vì trang web không ổn định." Jennie cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Ngay tại sự kiện, Jennie là cái tên chiếm lĩnh mạng xã hội. Từ khóa và hashtag Jennie for Calvin Klein ghi nhận 700-800.000 lượt bài trên nền tảng Twitter. Diện mạo của Jennie tại sự kiện cũng gây sốt. Cô mặc chiếc váy màu tím pastel nằm trong bộ sưu tập mới, khoe vóc dáng quyến rũ. Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chủ đề về gương mặt và tỷ lệ hình thể của Jennie lọt top 8 xu hướng tìm kiếm. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, Jennie trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai người nổi tiếng. Mới đây, rapper Swing còn thú nhận rằng anh muốn hẹn hò với Jennie. Cụ thể, trong một show truyền hình, khi được hỏi muốn hẹn hò với ai, và Swing thú nhận rằng anh ấy muốn hẹn hò với Jennie của Blackpink. Host của chương trình đã khiến mọi người bật cười khi gợi ý với Swing rằng anh ấy nên viết "Tôi đang hẹn hò với Jennie của Blackpink" trên một tấm bưu thiếp như một mục tiêu và khiến anh ấy hét lên "Tôi đang hẹn hò với Jennie của Blackpink" trên sân thượng của tòa nhà.